Chào tất cả mọi người, mình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn S-Tech Việt Nam. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ cùng khám phá xem sản phẩm Lecture C30B có gì đặc biệt trong chiếc hộp này nhé. Đây là hộp sản phẩm Lecture C30B. Đầu tiên đó là một bảng hướng dẫn sử dụng có in thêm cả tiếng Việt. Rất dễ dàng trong việc tìm hiểu thông tin của khách hàng. Trước tiên chúng ta sẽ cùng khám phá xem bộ phụ kiện của C30B có gì. Đây là một hộp nước. Nhà sản xuất đã gắn thêm cả tấm thảm vào trong hộp nước này. Và các bạn có thể mở hộp nước tại nút màu xanh như thế này. Các bạn lưu ý khi sử dụng hộp nước, chúng ta chỉ nên đổ nước lọc vào, chứ đừng đổ các loại nước lau sàn khác, bởi nó sẽ làm hỏng đến kết cấu của máy. Tiếp theo đó là một tấm thảm sơ cua. Và đây là một tấm xốp lọc bụi. Các bạn có thể thay thế vào trong máy. Ở sản phẩm Lecture C30B này có 2 chế độ cho chúng ta sử dụng. Một là auto ấn trên thân máy, hai là chúng ta có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển. Các bạn có thể điều khiển hướng đi của máy bằng các nút trên, dưới, trái, phải hoặc theo hình zig zag tại nút này. Nếu như máy robot đã hết pin, các bạn có thể ấn nút home để robot quay trở về đốc sạc và sạc như bình thường. Đây là cục sạc. Và đây là đốc sạc của máy. Các bạn lưu ý khi sử dụng đốc sạc, chúng ta nên để ở những nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và tránh độ ẩm cao. Các bạn cũng hãy nên để đốc sạc kề tường, bởi nó sẽ giúp cho robot dễ dàng định vị, quay trở về đốc sạc và sạc pin khi cần thiết. Ở dưới em Lecture C30B này, chúng ta sẽ có một chiếc chổi vệ sinh hộp bụi. Các bạn có thể dùng chổi này để làm sạch hộp bụi sau khi robot hoạt động. Tiếp theo đó là 4 em chổi quét như thế này. Ở con Lecture C30B này, chúng ta có thể nhận thấy đây là một thiết kế rất nhỏ gọn và tinh tế. Các bạn có thể ấn nút khởi động ở phía trên. Còn ở phần phía dưới, chúng ta sẽ thấy đây là một hộp bụi. Các bạn có thể ấn vào nút vàng và dễ dàng kéo ra để vệ sinh hộp bụi như thế này. Có 2 cách để vệ sinh hộp bụi. Cách đầu tiên là các bạn có thể mở phần phía trên hộp bụi. Nếu như tấm xốp lọc bụi đã quá bẩn, các bạn có thể kéo ra và thay thế bởi tấm xốp sơ cua mà nhà sản xuất đã chuẩn bị cho chúng ta như thế này. Cách thứ hai là bạn có thể mở ra nhẹ hộp bụi như thế này. Nếu như các bạn không muốn quét nhà và muốn lau nhà thì chúng ta có thể dùng đến hộp nước. Chúng ta sẽ lắp hộp nước giống như lắp hộp bụi như thế này. Trong quá trình sử dụng, phần chổi quét có bị dính quá nhiều tóc hay là các bụi bẩn có dung tích lớn thì các bạn có thể ấn ra và vệ sinh đơn giản như thế này. Ở phía trên là 2 nút để lắp chổi. Các bạn lưu ý chúng ta nên để ý phía chổi và phía chữ có trên ở máy. Chữ R là sẽ là lắp bên phải, còn chữ L là lắp về phía bên trái, như thế này. Vậy là chỉ với những bước đơn giản, các bạn đã hoàn toàn có thể lắp đặt xong con robot Lecture C30B. Trên đây là tất cả những linh kiện của hộp sản phẩm Lecture C30B. Nếu như có bất cứ một thắc mắc gì về sản phẩm, các bạn hãy đến với showroom số 5 Nguyễn Ký Đức để được tư vấn nhiều hơn bởi đội ngũ bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.